Đấy, sầu riêng ngay trên đầu. Đó. Thơm thơm. Đó. Diện tích là 10 công đất. Trong miền Nam, 1 công là 1.000 mét vuông, 10 công là 1 ha. Wow, lạc lối luôn. Đó. Sầu riêng Tiền Giang đâu hết rồi. Ấy ạ. Ồ, cậy không? Sầu riêng kìa chị Phương, lụm đây. Quá. Đâu đâu rồi. Mới rụng, mới rụng. Mới rớt. Đó. Hàng mới rớt.